Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Trần Minh Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại với một video siêu đáng yêu. Và mình tin chắc chắn rằng là tất cả các bạn nam đang theo dõi video này thực sự rất cần nó. Và nếu như bạn là con gái đang xem video này thì bạn kiểm chứng hộ mình xem là mình nói có đúng không nhá. Video ngày hôm nay sẽ là 5 hành động làm tan chảy trái tim con gái. Nhiều bạn cứ nói là trái tim của crush, trái tim của con gái là một cái thứ gì đó nó băng giá đúng không? Tuy nhiên thì không phải như thế đâu các bạn ạ. Sẽ luôn luôn có những hành động mà khiến cho trái tim băng giá của con gái có thể tan chảy ra. Và nó đôi khi chỉ là những hành động vô cùng đơn giản thôi, vô cùng đơn giản trong cuộc sống, nhưng mà nhiều lúc thì bạn kiểu không nghĩ đến ấy. Thế nhưng mà đương nhiên đã có mình ở đây rồi. Và ngày hôm nay thì mình sẽ mách cho các bạn 5 hành động ấy. Các bạn ạ, tất cả những cái hành động mà khiến con gái tan chảy ấy, thì nó đều gói gọn trong hai chữ, đó là quan tâm. Miễn là khi bạn thực sự, cái này là thực sự từ trong trái tim của bạn, từ tấm lòng của bạn quan tâm đến một cô gái, thì bạn sẽ tự khắc hiểu và biết cách làm tan chảy trái tim cô gái ấy thôi. Và nếu như bạn chưa có người yêu thì bạn hoàn toàn cũng có thể làm những hành động này với crush của bạn, hoặc là với những người phụ nữ mà bạn yêu thương như là chị gái bạn hoặc là mẹ bạn chẳng hạn. Rồi chúng ta sẽ đến ngay với điều đầu tiên nhé. Đó chính là những món quà nhỏ khi mà bạn đi siêu thị. Cái này thì nó khác lắm các bạn, nó không thực sự là một món quà. Nó giống như cách bạn thể hiện sự quan tâm của bạn với con gái hơn ấy. Nghe thì khó hiểu đúng không? Nhưng mà để mình ví dụ cho các bạn nhé. Một lần bạn đi siêu thị để mua đồ, và bạn biết rằng là cô ấy bị đau đầu chẳng hạn, và bạn vô tình nhìn thấy một cái shop bán tinh dầu cực tốt để có thể giảm đau đầu và giúp thư giãn. Bạn mua cho cô gái ấy và mang đến nhà cô gái ấy kèm một câu nói, đó là: lúc nãy em đi siêu thị mua đồ, vô tình đi ngang qua cửa hàng tinh dầu này, họ nói rằng là cái này giảm đau đầu tốt lắm và nó làm anh nhớ đến em. Đấy, cái câu này mới là câu chí mạng này. Cái câu "nó làm anh nhớ đến em", các bạn phải nhấn mạnh câu này, phải nói đến câu này nhá. Nên là anh mua cho em và không biết là nó có tốt không nhỉ? Nếu tốt thì lần sau anh lại mua cho em tiếp nhé. Mình thề là khi mà bạn làm như vậy thì chắc chắn có một cô gái nào có trái tim băng giá đến đâu thì cũng sẽ tan chảy thôi. Hoặc đơn giản rằng là bạn thấy một kẹp tóc nhỏ nhỏ xinh xinh và bạn nghĩ rằng là nó hợp với cô gái ấy, cô gái sẽ thích và bạn mua nó tặng cho cô gái ấy. Và bạn cũng sẽ chỉ cần giải thích rằng là cái kẹp tóc này làm anh nghĩ đến em. Thì mình thề là 100% dù rằng là có băng giá đến đâu thì cũng sẽ phải tan chảy thôi bạn ạ. Có một điều rằng là ấy, thì con gái cực kỳ thích những cái người mà nhớ những cái điều nhỏ nhặt của họ, quan tâm đến lời họ nói, và điều này sẽ làm cho họ có cảm giác như là họ đang được trân trọng ấy. Bởi vậy cái cảm giác khi mà bạn nhìn một cái đồ vật gì đó, bạn nhìn một cái điều gì đó khiến bạn nghĩ đến cô gái ấy, thì nó sẽ mang đến một cảm giác cô gái ấy cảm nhận rằng là bạn cực kỳ quan tâm cô gái ấy và cực kỳ trân trọng cô gái ấy. Vì vậy đây sẽ là một cái hành động cực kỳ hiệu quả để khiến cho trái tim con gái tan chảy. Rồi đến với hành động thứ hai làm cho trái tim con gái tan chảy, đó chính là những cái sự tinh tế lịch sự nho nhỏ ấy. Mình lại phải nói lại, đó là đôi khi không cần phải đao to búa lớn đâu, mà chính từ những cái điều tinh tế nho nhỏ thì sẽ khiến cho trái tim của người bạn thích tan chảy ấy. Cái này ấy, thì dù rằng là bạn cũng không hề có ý tán tỉnh người ta đâu, nhưng nếu mà bạn làm được điều này ấy, thì sẽ là một điểm cộng vô cùng lớn đối với các bạn ấy. Nó có thể là những việc như là giữ cửa cho con gái này, luôn luôn đi ở phía bên ngoài. Nhưng các bạn ạ, để đạt đến cái đỉnh cao của sự tinh tế, đó là bạn phải nhận ra và bạn phải biết được rằng là lúc nào là lúc cô gái đang cần giúp, và bạn đến giúp đúng lúc, đúng thời điểm. Mình kể cho bạn một chuyện nhé. Có lần ấy thì mình đi ăn với hội bạn, và ăn xong ấy, sinh viên là mỗi đứa chỉ hết 50k thôi. Nhưng mà hôm đó thì mình lại vô tình quên ví ở nhà ấy. Và kiểu các bạn biết không, lúc đấy thì mình đang rất là ngại và cũng đang loay hoay tìm trong ba lô của mình xem là có đồng tiền nào không ấy. Thì có một cái cậu bạn ngồi bên cạnh, bạn ấy đã nhận ra điều đấy và nói với mình rằng là: "Trả cậu 50k hôm trước tớ vay này." Trời ơi, thực sự cái điều đấy thể hiện rằng là bạn đấy có một cái EQ rất là cao ấy. Bạn ấy vừa giúp mình mà còn khiến mình không bị ngại trước mặt bạn bè nữa ấy. Và mình thề rằng là mình cực kỳ cảm động luôn ấy. Và các bạn nam ạ, tin mình đi, nếu như các bạn có những cái sự tinh tế nho nhỏ như thế này thì chắc chắn là các bạn sẽ làm tan chảy trái tim của bất kỳ cô gái nào rồi. Bởi vì chính mình trong cái trường hợp đấy thì kiểu mình cũng cảm thấy tan chảy một chút ấy. Hành động thứ ba có thể khiến trái tim của con gái tan chảy, và mình tin rằng là nó cũng dễ áp dụng với các bạn thôi, đó là các bạn hãy tạo ra những bất ngờ cho cô gái ấy, không phải vào những dịp quan trọng như là sinh nhật, Noel hay là Valentine nhá. Đương nhiên thì con gái thì ai cũng thích được nhận quà vào những dịp như là Valentine, Noel hay những ngày lễ khác. Tuy nhiên bạn hãy thử một lần tặng cô gái ấy một món quà nhỏ
vào một cái dịp bất kỳ, một cái ngày bình thường, chẳng là ngày lễ, chẳng là sinh nhật, chẳng là ngày kỷ niệm gì cả. Và nó sẽ khiến cô gái ấy cực kỳ thích thú và cực kỳ bất ngờ với món quà của bạn ấy. Đương nhiên rằng là có thể là những món quà nhỏ nhỏ, hoặc nếu như bạn có điều kiện tài chính tốt một chút thì món quà to cũng được, càng tốt. Hoặc bạn có thể tổ chức một bữa tiệc nhỏ nhỏ chỉ có hai người và đưa ra những cái yêu cầu nó bí ẩn một chút. Ví dụ nhá, mình ví dụ nhá, bạn có thể nhắn cho cô gái ấy một cái tin như là: bây giờ tối thứ sáu em phải ăn mặc đẹp một chút, chuẩn bị xong xuôi và đợi anh sẽ đến đón em đến một nơi bí mật. Đấy, cứ kiểu vừa bí ẩn vừa bá đạo vừa tổng tài một chút như mấy anh trong phim ngôn tình ấy. Và đương nhiên là con gái thì ai chả thích những cái điều đấy. Chắc chắn rằng là bạn có thể làm cô ấy đổ gục rồi. Rồi, và bây giờ là hành động thứ tư khiến trái tim của con gái tan chảy, đó là bảo vệ họ. Nghe có vẻ rất đơn giản, rất dễ đúng không? Nhưng mà chúng ta cũng cần tinh tế một chút để làm cái điều này ấy. Con gái ấy thì ai cũng cực kỳ thích được bảo vệ luôn các bạn ạ. Đừng nghĩ rằng là cô gái ấy bên ngoài giỏi giang, mạnh mẽ, cái gì cũng làm được thì cô gái ấy không cần bảo vệ đâu nhá. Con gái ấy, tất cả con gái thì cực kỳ thích cái cảm giác yên tâm khi mà có một người con trai đứng ra bảo vệ và che chở cho họ ấy. Và có một thực tế rằng là mình thấy là con trai thời nay ấy thì cũng rất là ít khi đứng ra bảo vệ một ai khác ấy. Tại vì thời nay là kiểu thân ai người ấy lo mà. Vì vậy, nếu như có một người đứng ra bảo vệ mình thì con gái sẽ cảm thấy cảm động cực kỳ luôn ấy. Mình nhớ hồi 2019 ấy thì mình có đi du lịch Nhật với con bạn của mình. Xong kiểu buổi tối hai con đang đi ở trên đường ấy và cảm giác như là có ai đó đang đi theo đằng sau ấy. Thực sự cái cảm giác đấy thì vô cùng sợ luôn, tại vì hai đứa con gái xong lại còn đi ở nơi đất khách quê người nữa. Thế là hai con chẳng biết làm thế nào, xong thấy một anh đang kiểu đứng nghe điện thoại ấy. Thế là con bạn mình mới đi đến chỗ cái anh chàng đấy. Mặc dù là lúc đấy thì sợ quá mà cũng không biết tiếng mà, nên là cũng không biết giải thích như nào ấy. Mà kiểu lúc đấy cũng không biết rằng là ông ấy có biết tiếng Anh không ấy. Vì lúc đấy mà nói tiếng Anh xong ông ấy làm cái mặt ngơ ngác thì đúng là toang hẳn luôn ấy. Và lúc ấy nó chỉ kiểu nói hai, xong mắt nó kiểu biểu cảm mặt rất là hoang mang ấy. Nhưng anh đó đã kiểu rất tinh ý và anh đó đã cười chào lại với nó bằng tiếng Nhật rất là tự nhiên. Xong rồi anh ấy còn cho bọn mình xem cái điện thoại, cái ảnh điện thoại của anh ấy một cách rất là tự nhiên, như kiểu là bọn mình là bạn bè thân thiết ấy. Sau đó anh ấy đợi khi mà cái ông anh bám đuôi kia ấy đi rồi ấy thì mới nói chuyện bằng tiếng Anh và hỏi bọn mình địa chỉ và đưa bọn mình về đến tận nơi luôn ấy. Và mình thề là cái giây phút đó thì bọn mình thực sự cảm thấy cực kỳ cảm động luôn ấy. Kiểu dù chỉ là những người xa lạ nhưng mà lúc đó thì mình cũng đã cảm nhận được rằng là họ có bảo vệ mình ấy và đã giúp đỡ mình rất là nhiều. Hoặc bạn có thể làm cái hành động vô cùng nhỏ nhưng mà tinh tế, như là khi bạn thấy con gái mà mặc váy ngắn ấy mà đi lên cầu thang thì bạn có thể đi đằng sau để che cho họ, hoặc nhờ một bạn nữ nào đó đi đằng sau để có thể che cho họ chẳng hạn. Và lại phải nói lại thì những hành động này là xuất phát từ cái sự quan tâm của bạn dành cho họ, và khi bạn làm như vậy thì chắc chắn rằng là không một cô gái nào mà lại không tan chảy được rồi. Hành động thứ năm cũng là hành động cuối cùng mà khiến trái tim băng giá của một cô gái có thể tan chảy, đó là nấu ăn cho họ. Con gái ấy thì khi mà họ thích ai ấy thì họ thường rất là hay muốn dùng những cái món ngon họ học được để nấu cho người mình thương. Và đấy cũng chính là cái ngôn ngữ tình yêu đối với họ ấy. Vậy thì các chàng trai ngại gì mà không đáp lại đúng không? Mình biết rằng là đôi khi có những bạn nam ấy thì không giỏi nấu nướng đâu, nhưng mà vì người mình yêu thì bỏ công bỏ sức một chút, học một cái gì đó đơn giản thôi cũng được. Nếu như hai bạn chưa thân lắm ấy thì bạn có thể học cách làm những cái bánh quy nho nhỏ này rồi tặng cho cô gái ấy, đóng vào một cái hộp xinh xẻo này. Mình thấy ở trên mạng ấy thì có rất nhiều video hướng dẫn và mình thấy là nó cũng khá là dễ làm thôi ấy. Hoặc khi mà hai người đã thân thiết rồi thì bạn có thể mời cô gái đến nhà và trực tiếp nấu ăn cho cô gái ấy, và bạn sẽ nói rằng là: hôm nay em chỉ cần ngồi đây thôi để anh phục vụ em. Chắc chắn sẽ là một điều cực kỳ cảm động rồi đúng không? Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với bạn 5 hành động khiến trái tim của con gái tan chảy. Mình thì mình thấy rằng là những cái hành động này ấy thì đều là những cái hành động nho nhỏ và nó cực kỳ dễ làm thôi, nếu như các bạn đủ quan tâm và đủ tình cảm dành đến cho cô gái ấy. Mình hy vọng rằng là video này thì sẽ hữu ích cho các bạn nhé. Các bạn cứ tự tin lên và làm những hành động này thì mình tin rằng là cô gái của bạn sẽ tan chảy thôi. Tuy nhiên ấy, thì cũng có rất là nhiều bạn cứ nói với mình, cứ nhắn tin cho mình rất là nhiều rằng là các bạn ấy rất là tự ti, các bạn ấy không đủ tự tin để có thể tiến gần hơn với cô gái mình thích, với crush của mình. Các bạn ấy tự ti về ngoại hình này, quá béo, quá xấu, rất là nhiều. Thì mình lại phải nhắc lại rằng là cái vấn đề ngoại hình ấy thì là vấn đề mà bạn hoàn toàn có thể cải thiện được. Nếu mà bạn cảm thấy rằng là mình không được đẹp, mình quá béo thì các bạn hãy cố gắng tập thể dục này, hoặc là dùng những cái phương pháp giảm cân để các bạn có thể giảm cân. Tại vì các bạn có biết không, khi mà các bạn giảm cân thành công ấy thì các bạn đã đẹp lên 1 tỷ lần ấy. Mình phải nói là đẹp lên 1 tỷ lần, tại vì mình ngày xưa cũng đã từng béo hơn như này cả hơn chục cân cơ, và mình cũng đã từng rất là xấu, rất là tự ti.
Thế nhưng mình đã giảm cân thành công với Coffee Idol Slim. Ten ten. À, từ khi mà mình giới thiệu với các bạn ấy thì cũng có rất nhiều bạn nhắn tin cho mình và mình cũng đã giúp được các bạn ấy giảm cân thành công. Mình thực sự rất 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 vui về điều đấy. Và cũng có rất nhiều bạn sau khi giảm cân thành công còn có người yêu nữa cơ. Nên là nếu như các bạn quan tâm thì có thể nhắn tin cho mình qua Insta của mình phươngthảo.zoe nhé. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Ninh Phương Thảo và Insta của mình phươngthảo.zoe. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.